Thưa quý vị và các bạn, trong dư âm phấn khởi những ngày đầu năm mới, thành phố Long Xuyên trong những ngày này càng thêm rộn ràng, nô nức bởi không khí tất bật chuẩn bị cho ngày hội tổng quân năm 2024. Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự háo hức khi sắp được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, được tiếp bước truyền thống cha anh bảo vệ tổ quốc, làm rạng danh gia đình, dòng họ và hơn hết là được cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương đất nước. Với ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, trở thành anh bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nên khi có lệnh gọi nhập ngũ, thanh niên Lê Quỳnh Nhật Tuấn, khóm Đông Thịnh Chính, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, sẵn sàng gác lại công việc đang dang dở, viết đơn tình nguyện nhập ngũ để làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của một thanh niên đối với quê hương đất nước. Tâm trạng của em hiện tại thì có buồn vui lẫn lộn, buồn vì phải xa gia đình 2 năm. Vui vì được tiếp xúc với một môi trường mới, mặc lên cái áo màu xanh áo lính. Và quyết tâm của bản thân là sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và cống hiến cái sức trẻ của mình để xây dựng tổ quốc. Dũng nhút nhát, rụt rè, luôn sống trong tình yêu thương, sự chở che của ông bà, cha mẹ. Nhưng được sự động viên từ gia đình, Dương Phước Toàn dần bước ra khỏi bóng tối tâm lý lo sợ, sẵn sàng bước vào môi trường kỷ luật kỷ cương của quân đội để được gặp gỡ, học tập, rèn luyện cùng các đồng chí đồng đội mới, với mong muốn sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, trở thành chỗ dựa cho gia đình và là công dân tốt cho xã hội sau này. Là thanh niên, em cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Sau khi nhận được lệnh nhập ngũ, em rất háo hức và đăng ký giấy tình nguyện. Giờ em rất háo hức chờ ngày khoác lên mình màu xanh của lính. Rồi cô khuyến khích cháu, cho cháu nó đi. Sự thật là cháu quá hiền. Cháu mới vừa nghỉ học, cháu vừa nghỉ học năm rồi. Thành ra tôi cũng khuyến khích cho cháu nó vô đặng trong 2 năm đó có thể cháu nó nên người. Đằng sau những lá đơn tình nguyện của những thanh niên lên đường nhập ngũ là sự động viên, là những lời nhắn nhủ gửi gắm của gia đình đối với thanh niên. Đó còn là một niềm tin vững chắc của gia đình thanh niên đối với môi trường quân đội, một môi trường kỷ luật kỷ cương nhưng luôn chứa đựng tình đoàn kết, sự gắn bó sẻ chia của tình đồng chí đồng đội, để các em trưởng thành hơn, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của người thân gia đình, nhất là sự tin yêu của các cấp các ngành và toàn xã hội dành cho những người lính bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển. Làm bậc cha mẹ thì lúc nào cũng mong muốn con mình bước đi sau này nó tốt và nó chững chạc. Thì còn môi trường quân đội thì môi trường đó là môi trường tốt và nó là nguyên tắc theo kiểu của quân đội, cho nên nó là sau này nó phát triển được trong đó thì nó càng tốt hơn và nó cống hiến sức trẻ của nó cho đất nước. Năm 2024, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên được giao tuyển chọn 8 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt các mặt công tác, 8 trên 8 thanh niên phường Mỹ Phước đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có 3 đảng viên, 2 thanh niên có trình độ đại học. Hiện các thanh niên đều háo hức, nô nức chờ đến ngày hội tổng quân. Qua cái dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, thì các bạn thanh niên thì đảm bảo là tốt về cái vấn đề giữ gìn sức khỏe của bản thân mình. Trong đó là hàng ngày thì chúng tôi là có phân công là cán bộ khóm đại trưởng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi là cũng như là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các bạn thanh niên trước khi các bạn lên đường nhập ngũ. Thì cơ bản thì qua trao đổi, gặp gỡ gia đình cũng như là các bạn thanh niên đã trên tinh thần là sẵn sàng lên đường để thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2024. Chỉ còn vài ngày nữa, những thanh niên ưu tú của thành phố Long Xuyên nói chung và thanh niên phường Mỹ Phước nói riêng sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương cùng tinh thần ý thức trách nhiệm của bản thân và những lời động viên ủng hộ của hậu phương. Tin rằng các thanh niên sẽ sớm hòa nhập vào môi trường quân đội, không ngừng rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, xứng đáng là thế hệ con cháu quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng thời kỳ hội nhập và phát triển.